Hello những người anh em đam mê audio hoài niệm xưa đã đến với kênh của em Sơn Loa Audio. Đây, nghe lại demo cho bác khách. Bác khách Hải Phòng, bác đặt một cuốn băng cối đặc biệt. Nói chung tất cả các băng cối bên em thì đều làm mang tính chất đặc biệt để bán cho anh em lấy công làm lãi. Còn các cái băng mà dạng rẻ tiền thời lượng chỉ tầm tiếng đồng hồ thì bọn em nó thật những băng giá rẻ bọn em không làm. Còn băng bên em là gần như là băng là sợi Scott Maxell hàng mới cứng. Nói chung là chất âm thì bảo hành. Còn đặc biệt là về thời lượng, ví dụ một cuốn băng 10 như thế này là 6 tiếng anh em nhá. Băng 6 tiếng anh em nhá. Cho nên anh em không phải nghĩ về thời lượng. Mua một cuốn băng bên em ấy, mua một cuốn băng bên em mà nó được 6 tiếng thì anh em thấy nó khủng thế nào rồi đấy. Nó quá khủng. Băng mới 6 tiếng nặng trịch. 6 tiếng đồng hồ một cuốn băng 10 thì anh em thấy nó chất lượng rồi đúng không ạ? Sáu tiếng đồng hồ một cái băng 10. Còn một cái băng bảy thế này là tầm 3 tiếng. Tóm lại là anh em bỏ tiền ra mua một cuốn băng, mua một cứ phải được gấp 2, gấp 3 lần. Đó là cái hay. Băng của bên em Sơn cái hay ở chỗ đó. Một cuốn băng 7 này nó thật 6 tiếng thì nghe cháy máy. Chả ai nghe một lúc 6 tiếng ạ. Nghe 3 tiếng là đúng là kinh rồi. Nhưng mà lại 3 tiếng là đó là băng thường. Còn băng bọn em là phải gấp đôi. Đấy, băng 10 này là 6 tiếng cơ. Đấy, nghe phê lắm. Đấy, anh em còn có nhu cầu ủng hộ thằng em. Một cái băng này nó đã đi kèm xương nhôm luôn cho anh em. Giá ngon bổ rẻ kèm xương nhôm. Đấy anh em nha.